Công Thành xin chào vị khán thính giả của Người Việt TV đến phần bản tin tổng hợp trong ngày thứ năm ngày 26 tháng 12. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Trung Quốc ra sức phản đối đạo luật ủy quyền quốc phòng 2020 của Hoa Kỳ. Đặc khu trưởng Hồng Kông bà kề Lâm thất vọng vì biểu tình không chịu chừa ngày lễ Giáng sinh ra. Chính phủ Hoa Kỳ điều tra hãng sản xuất xe sang Đức BMW. Em bé sinh ra không có đôi tay đầy đủ, nhận được món quà bất ngờ từ ông già Noel. Thưa quý vị, hãng thông tấn AFP vào ngày 26 tháng 12 cho biết Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ đạo luật ủy quyền quốc phòng 2020 của Hoa Kỳ vì nước này cho rằng trong đó có những chính sách gây bất lợi cho các công ty Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Washington gạt bỏ sự thiên vị chính trị để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty của Trung Quốc. Nguồn tin từ VOA cho biết là ông Cao Phong, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc. Trước đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký ban hành đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Hoa Kỳ NDAA 2020, tức là National Defense Authorization Act, vào ngày 20 tháng 12. ndaa 2020 tăng chi tiêu quân sự của Mỹ thêm 2.8%, yêu cầu báo cáo về năng lực quân sự của bắc kinh các đầu tư của trung quốc cũng như là nỗ lực của bắc kinh trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử tới tại đài loan đạo luật này cũng cấm việc dùng ngân sách liên bang của hoa kỳ để mua tàu hay là xe bus của trung quốc sản xuất đồng thời cũng làm chậm lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty huawei của trung quốc Thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters vào ngày 25 tháng 12 cho biết trong một phát biểu trên trang Facebook cùng ngày của bà đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam đổ lỗi cho những người biểu tình đã làm cho ngày lễ Giáng sinh ở Hồng Kông bị phá hủy. Bà cho rằng nhiều người Hồng Kông và khách du lịch thất vọng vì điều đó. Còn trong một video phóng sự của hãng thông tấn Reuters, một người phụ nữ uh, biểu tình giấu mặt cho hay những người biểu tình hoàn toàn không có phá không có ý muốn phá hủy bất cứ thứ gì mà họ chỉ muốn cho thế giới thấy rằng họ vẫn kiên trì biểu tình dù là có là ngày lễ đi chăng nữa. Một số các nhà hàng đã giúp đỡ những người biểu tình bằng cách là cung cấp miễn phí thức ăn trong những ngày biểu tình. Riders dẫn lời của anh Kenny 46 tuổi làm nghề dạy kèm ở tại nhà cho biết đây là lần đầu tiên mà tôi ăn với nhiều người lạ như thế, nhưng tất cả chúng tôi đều có cùng một mục tiêu à, tự do dân chủ cho Hồng Kông. Cho nên tôi cảm thấy đây là một mùa giáng sinh ý nghĩa đối với tôi. À, cô Janice, 22 tuổi, một sinh viên của trường đại học ở Hồng Kông, một trong những người biểu tình ôn hòa thì cho hay: Tất cả chúng tôi như là một gia đình lớn và cô vui vì thấy những người Hồng Kông giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn trong cuộc biểu tình khoảng 25 người bị thương trong cuộc biểu tình vào đêm Giáng sinh tại Hồng Kông. Nguồn tin từ BBC Việt ngữ cho biết trong đêm Giáng sinh ở Hồng Kông, những người biểu tình, một số người thì đội mũ của ông già Noel, còn một số người thì gắn sừng của to con tuần lộc ở trên đầu đã tổ chức các màn nhảy tập thể ở nhiều trung tâm mua sắm, trong khi đó thì những người khác đã lại xuống đường tại một khu du lịch nổi tiếng ở Hồng Kông. Cảnh sát ở Hồng Kông sử dụng hơi cay và dùi cui với những người biểu tình. À, tiếp nối chuỗi ngày bất ổn nhất chưa từng thấy xảy ra tại um, Hồng Kông, các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 6 bởi dự luật dẫn độ gây tranh cãi và đây biểu tình đã phát triển thành một phong trào rộng lớn hơn với yêu cầu chính quyền tổ chức cuộc điều tra về hành vi tàn bạo của cảnh sát và đòi cải cách dân chủ ở Hồng Kông. Thưa quý vị, Ủy ban trao đổi chứng khoán Hoa Kỳ SEC vừa mở một cuộc điều tra nhằm vào hãng sản xuất xe sang Đức BMW tình nghi công ty này thao túng số liệu bán hàng. Nhật báo The Wall Street Journal cho biết SEC tình nghi BMW cố tình thay đổi doanh số bán xe hơi bằng cách để các đại lý ghi những chiếc xe hơi là đã bán rồi, tức là sâu. Mặc dù thật ra thì những chiếc xe này vẫn còn nằm ở đại lý chưa có được bán đi. Nhật báo này dẫn nguồn tin từ BMW xác nhận rằng SEC đúng là đã có liên lạc với BMW và công ty này hoàn toàn hợp tác với SEC trong cuộc điều tra này. Cả BMW và SEC đều chưa có những phản hồi thêm nào với nhật báo The Wall Street Journal liên quan đến cuộc điều tra. Giới chức Hoa Kỳ hiện vẫn đang theo đuổi các vụ điều tra của những hãng sản xuất xe hơi mà họ tình nghi là cố tình thay đổi những cái số liệu bán hàng doanh số bán hàng nhằm thu hút những nhà đầu tư. Trước đó thì vào tháng 9, hãng Fiat Chrysler đồng ý trả 40 triệu đô la để dàn xếp một cuộc điều tra điều tra tương tự. Lúc đó thì hãng Fiat Chrysler tình nghi bị tình nghi là thay đổi doanh số bán hàng, tạo ra một chuỗi 75 tháng liên tiếp có doanh số bán hàng tăng vào những năm trước đây, trong khi thực tế thì việc tăng doanh số bán hàng của công ty này đã kết thúc vào tháng 9 năm 2013, tức là sớm hơn 3 năm so với những gì mà được công ty này kê khai. Thưa quý vị, một em nhỏ 11 tuổi ở tiểu bang Tennessee sinh ra không có đôi bàn tay hình thành đầy đủ, gửi thư xin ông già Noel một đôi bàn tay mới hồi năm ngoái và em bất ngờ nhận được món quà như em mơ ước vào lễ giáng sinh năm nay. Đó là nhờ cộng đồng nơi em sinh sống hợp sức cùng nhau giúp cho em đạt được niềm mơ ước giáng sinh của mình. Tờ báo địa phương The Live Chronicle cho biết em Gavin khi sinh ra không có chân trái, không có hầu hết cả hai bàn tay và chỉ có khoảng 40% lưỡi của mình. Em Gavin sung sướng nói rằng có được đôi bàn tay sẽ giúp cho em rất nhiều. Em sẽ có thể làm được nhiều việc ở trường học một cách độc lập mà không cần nhiều sự giúp đỡ lần đầu tiên trong cuộc đời của em. Từ khi lớn lên, em đã tự học cách sống với tình trạng khuyết tật của mình, nhưng có những vấn đề mà rất dễ dàng đối với những người khác nhưng đối với em thì rất khó khăn, giống như là việc cầm một cái ly bằng một tay là điều đến nay em vẫn chưa làm được em gavin nói là em vẫn luôn tìm cách vượt qua những khó khăn trở ngại để xem mình có thể làm được gì nhưng em cũng nhận ra rằng có những điều mà em không thể làm được và em chấp nhận điều đó khi biết được mong muốn của đứa con của mình hồi năm ngoái thì mẹ của em là bà Corey Sumner đã chia sẻ cái mong ước của con của mình ở trên Facebook và cộng đồng và những người dân đã đọc được cái mong ước này. Sau đó thì đôi bàn tay nhờ đôi bàn tay mới của em Gavin là có 5 cơ phận kiểm soát độc lập đã cho phép em nắm được bàn tay lại da của bàn tay thì được làm bằng silicon vì các chất liệu nhựa quá trơn khiến cho em khó nắm bắt được các món đồ các hình ảnh từ báo chí cho thấy em Gavin đã có thể tự cầm chai nước lên bằng một tay còn những người xung quanh thì đều vui mừng cho em. Thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Công thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúc quý vị có một ngày bình an an lạc và nhiều niềm vui.